Chào mừng các bạn, Duy Nguyễn đứng đây nhưng mà tâm trạng Duy Nguyễn rất là ngổn ngang và Duy Nguyễn rất là bận rộn những ngày gần đây nha các bạn. Rất là stress, stress nặng luôn. Tại vì Duy Nguyễn sắp đi Mỹ Đế công du rồi nha các bạn. Trước khi đi thì có nhiều tâm trạng, không biết nói sao nữa nhưng mà thôi kệ, công việc vẫn phải làm. Duy Nguyễn nợ các bạn rất là nhiều những video về sản phẩm chất lượng cao của Lazada và Amazon. Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn cố gắng trả 7-8 cái. Trả trong thời gian mà như là lùa, không phải lùa gà là lùa chanh đó chứ không phải là lẫy nha. Bà đừng hiểu lầm. Mỗi lần cầm sản phẩm lắp ra trên tay thì Duy Nguyễn có cảm giác nó như family vậy đó. Như gia đình vậy. Nhưng mà tại vì mình không có đủ tiền để mình hùng vô công ty người ta. Mình ngỏ ý mấy lần mình không đủ tiền mình hùng vô công ty người ta. Nhưng mà nên thôi kệ, nó bán trước đi. Phân phối mà phân phối cho lắp ra hôm nay 10 năm rồi các bạn. Nói chung cũng bây giờ thành tích rất là ghê rồi chứ không phải giỡn đâu. Trước khi đi Mỹ thì Duy Nguyễn trả nhưng mà chắc thiếu á. Còn một cái sản phẩm đệ nhất Rewa Cao mà Duy Nguyễn rất muốn làm video nhưng mà trong cái lúc mà nó vội vàng như vậy, lúc mà nó rush như vậy thì chắc làm nó sẽ không được hay, nên thôi chắc nợ các bạn đó sản phẩm thiên hạ đệ nhất Rewa Cao Pom 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 đó, đệ nhất Rewa Cao Pom rất là tự nhiên sao tôi đời nó ra được phần này lạ mà tôi khoái, tôi tưởng cha nội này á, tôi kêu nó mắc quá ông ơi, ông bỏ bà nó dài chất đi, cái nó vậy hả, để tôi suy nghĩ coi, nó chuyện thân lắm nè, để suy nghĩ coi. Rồi xong mình tuần sau ấy gọi là any update love, any update lý, wow, cái hỏi quýt lập đầy, cái mà nói là pump rewa cao sorry, tôi không muốn làm low quality our product. Thôi chịu luôn. Nên mà cái sản phẩm đó là một muỗng nó tới 24 gram, mà rất là ghê. Rồi cái sản phẩm thứ hai mà Duy Nguyễn cũng muốn làm video nhưng mà chắc không kịp, sẽ nợ tiếp, đó là thằng Electrical. Thằng Electrical là thiên hạ đệ nhất rewa cao. Ủa lỗi, xin lỗi bạn, áo rồi. Thấy không, tôi bị rush mà, I'm in rush, I'm in a hurry. Kìa nó mới chỉ tôi, nghe mới bên Cali nó mới chỉ tôi chữ đó. Cái đó là thiên hạ đệ nhất bổ trợ xương khớp thoái quá rồi đó bạn. Thằng đó thành phần cực kỳ khủng luôn. Đó, thành phần cực kỳ khủng mà nó đã lắm. Mình cũng làm một cái study về nó rất là kỹ rồi. Mình post web rồi, Duy Nguyễn post web rồi nhưng mà chưa có thời gian làm video, chắc cũng phải đợi thôi. Tại vì thường thường á, Duy Nguyễn thì không cần xài thằng đó. Tại vì sao? Tại Duy Nguyễn có cái ý thức bảo vệ xương khớp từ rất là xa rồi. À thế à? Chứ Duy Nguyễn không phải đợi tới mà tới lúc mà nó sụm rồi mới đi kiếm đường cứu. Nó rất là căng lắm, thấy không? Tao đã phòng cháy hơn chữa cháy. Bởi vậy Duy Nguyễn một ngày Duy Nguyễn uống 3 lon Lean Body RTD mà rồi tập theo Duy Nguyễn Gym Phổ nữa, chấp mọi hệ xương khớp luôn. Chấp mọi hệ xương khớp. Bạn nhìn cái trời ơi. Nhưng mà đâu phải ai như mình. Có những người ta something wrong, ăn uống thiếu chất rồi tập nặng rồi tập sai cái thực chấn thương rồi, hoặc là những người lớn tuổi người ta bị yếu rồi, nhỏ lao động cực khổ quá, nuôi con báo nữa, ăn học đồ này nọ, thì những cái người đó người ta sẽ rất là cần sản phẩm có tên là Electrical. Nếu mà được thì qua Mỹ Duy Nguyễn sẽ làm, nhưng mà qua Mỹ không có thằng Tú đi theo á thì nó không có quay được video high quality, mà quay nó đơn giản thì vui vui được, chứ còn quay video mà máy lớn thì chắc không được. Rồi còn sản phẩm nữa là Lean Body MRB, nó là sản phẩm rất là hay. Nhưng mà Lean Body MRB thì nó là cũng giống như Lean Body RTD. Thì các bạn xem video về Lean Body RTD thì các bạn nói MRB nó thấp hơn chút xíu thôi, nó là dạng bột pha uống. Nhưng mà cũng nên tặng nó một video chứ nhỉ. Chắc sẽ làm khi về Việt Nam. Rồi sản phẩm tiếp tục mà nãy giờ chưa nghe Duy Nguyễn nhắc mà Duy Nguyễn chưa bao giờ nhắc luôn. Đó là gì? Muscle Mass Gainer. Tại vì Muscle Mass Gainer nhiều bán quá. Nó nhiều bán quá. Tại vì nó là mát quốc dân các bạn. Muscle Mass Gainer được nhập về từ những năm 2015 mà 2014, 2015 thì lúc đó là BBT phân phối cho rất nhiều hệ thống đại lý cấp lớn rồi, bán cho cấp nhỏ, bán cho cấp nhỏ hơn luôn. Giờ nó nhiều lắm. Nói chung là sản phẩm đó là nó cũng đã gọi là cứu cho những cái bạn trẻ thoát gầy. Tới giờ chắc phải tính bằng mấy chục ngàn người rồi đó. Chứ không ít đâu. Nó mấy chục ngàn người chứ không ít. Tại vì sao? Tại vì thời 2015, 2016, 2014 mà uống thế giờ thì bao nhiêu năm rồi, 10 năm rồi, giờ chắc lấy vợ sinh con luôn rồi chứ. Nó là những cái sản phẩm, nó cũng là những yếu tố kỷ niệm lùa về. Yếu tố của mình nên thôi cài cho Duy Nguyễn nợ đi, Duy Nguyễn sẽ trả sau. Chứ giờ dạo bữa nay Duy Nguyễn mừng quá rồi, chịu không nổi rồi. Video riêng nha Tú, video tâm sự nhẹ nhẹ thôi Tú. Trước khi đi Tú giờ làm video nghiêm túc rồi Tú.